Cơ sở đồ gỗ trang trí xin kính chào toàn bộ khách hàng. Và hôm nay thì cơ sở chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một sản phẩm trưng bày đồ mà bên cơ sở chúng tôi mới hoàn thiện xong. Và đây là một sản phẩm trưng bày đồ gồm 3 món là một chiếc bàn và hai chiếc đôn. Và sản phẩm bàn này thì sẽ là kích thước là dài 1m20, cao 81 và rộng 30, đôn là cao 80, mặt là 30, được làm chất liệu là gỗ dày quý vị nhá. Và đây là một sản phẩm được làm trơn. Đây là phần đôn được làm bò rất là đẹp, sẽ gồm có một ngăn kéo nhỏ để quý vị đựng đồ. Và có thiết kế là thêm một sàn bên dưới. Và đây là phần chân cột được kiện tròn rất là đẹp. Và tiếp đến là một chiếc bàn thì được cơ sở chúng tôi làm thiết kế rất là vừa vặn và gọn gàng. Đây là một phần ngăn kéo để quý vị đựng đồ. Bên dưới là sẽ có thêm một chiếc sàn. Và cơ sở chúng tôi làm rất là dày dặn quý vị nhé. Quý vị có thể thấy những phần ngăn kéo này thì đều được làm rất là dày và chắc khỏe. Và đây là tổng thể của 3 món. Và nếu quý vị có nhu cầu mà mua thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng tôi là theo số này là 0979839286, 0825232858 và 0378759562. Thì cơ sở chúng tôi có dùng Zalo và hỗ trợ tư vấn cho quý vị để quý vị lựa chọn được một sản phẩm đẹp. Và đây là một sản phẩm trưng bày đồ, đồ sứ, tượng gỗ, cây bonsai. Trên bộ 3 sản phẩm này sẽ rất là đẹp cho không gian phòng khách, phòng trà, phòng làm việc và quán. Và rất là cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi video này. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.